Sáng nay, huyện Phú Quý phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Đầu tư Sandy Boutique House tổ chức lễ hội chèo sup huyện Phú Quý lần thứ nhất. Sự kiện được diễn ra với mong muốn tiếp tục phát huy lợi thế biển đảo, phát triển bộ môn thể thao này trở thành điểm nhấn đặc trưng của du lịch huyện đảo tiền tiêu. Với chủ đề quyết tâm giữ gìn và phát triển du lịch biển đảo quê hương, lễ hội chèo sup là sự kiện thể thao lần đầu được tổ chức tại Phú Quý, thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên. Lễ hội chèo sup có 3 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Cự ly thi đấu là 400m được tổ chức tại bãi biển Hòn Đen thuộc xã Long Hải. Đây là một trong nhiều bãi tắm có tiềm năng phát triển các môn thể thao biển của huyện Phú Quý. Lễ hội được tổ chức giúp cho huyện Phú Quý từng bước xây dựng phát triển bộ môn chèo sup theo hướng chuyên nghiệp hóa, trở thành điểm đặc trưng là sản phẩm du lịch thể thao biển hấp dẫn. Địa phương cũng dự kiến tổ chức sự kiện này thường niên nhằm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế tham gia, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện mến khách của huyện đảo tiền tiêu. Từ đó thúc đẩy việc đưa Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia.